Lãnh đạo quận Tân Bình cho biết, quận đã quyết định trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình để làm bệnh viện dã chiến. Bệnh viện sẽ tiếp nhận, thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu và điều trị bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ, trung bình, nặng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường, trong đó có 300 giường tầng 1, bệnh nhân nhẹ, 650 giường tầng 2, bệnh nhân có triệu chứng, bệnh lý nền mức độ từ trung bình đến nặng và 50 giường hồi sức ở tầng 3. Bệnh viện hiện đã lắp đặt hệ thống oxy trung tâm với 150 đầu oxy, 30 máy thở và các thiết bị chuyên dụng khác như máy thở dòng cao HFNC, X-quang. Thậm chí, trong trường hợp cần thiết sẽ huy động máy ECMO từ bệnh viện thống nhất gần đó. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao mô hình bệnh viện dã chiến đa tầng này vì sẽ giúp việc chuyển bệnh nhân từ các tầng nhanh gọn, hạn chế tình trạng bệnh nhân suy hô hấp không được chuyển tầng kịp thời. Hiện có gần 140 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện thống nhất được điều động đến bệnh viện dã chiến đa tầng. Dự kiến, bệnh viện sẽ nhận bệnh nhân trong vài ngày tới.